Rất nhiều bác muốn mua một chiếc xe Xpander, nhưng điều phải là số sàn cơ. Nếu như số tự động thì quá là bình thường. Các bác muốn mua số sàn, máy 1.5 ăn ít xăng, rộng rãi để các bác có thể chạy dịch vụ. Thì ngày hôm nay em Hưng về thêm một chiếc xe Xpander số sàn máy 1.5 đời 2020 form mới các bác nhé. Nước sơn màu nâu đẹp. Cụm đèn pha phía trước là đèn pha đa chấu các bác ơi. Mặt đèn pha phía trước sáng này, siêu to khổng lồ và siêu sáng luôn. Các bác mà đi chiếc xe này đến những chiếc xe đối diện không nhìn thấy gì luôn, vì đèn pha của em nó quá sáng và quá to luôn. Xpander 2020 505 triệu, số sàn máy 1.5, phù hợp với bác nào muốn có ý định chạy dịch vụ bằng Xpander nhé. Thì ngày hôm nay em có rồi đây, số sàn siêu hiếm luôn, nửa năm nay hôm nay mới về thêm. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại kết nối Zalo 0354602790, em đây Hương tư vấn hỗ trợ. Gầm còn nguyên bút chấm sơn này, la răng thể thao đẹp này, phanh ABS chống bó cứng an toàn, xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm tới tháng 4 2024. Wow, quá là xuất sắc luôn. Lớp sơn màu lâu đẹp các bác nhá, lâu bóng này, xin nhan trên gương, form mới đẹp rồi. 2020 số sàn ạ. Tất cả chỉ số gương kính cam kết là xe zin đét luôn các bác nhé. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, pin cách nhiệt chống ồn dán đầy đủ cho em rồi. Từng con ốc nhỏ nhất vẫn chứng tỏ rằng em nó còn nguyên đai nguyên kiện từ nhà máy ra, với những bút chấm sơn QC nguyên bản từ nhà máy này. Điều mà em thích nhất ở Xpander là gì? Không chỉ là máy số đẹp này, ăn ít xăng, form dáng đẹp, mà từng những cái chi tiết giống như là những cái phần như là táp ly này, táp lô này, thiết kế với những đường dập lổi giống như đường chỉ may thủ công đấy ạ, rất là sắc nét luôn, nhìn rất là thật mắt chứ không hề bị ảo giả một chút nào. Tất cả luôn, bệ tì tay chống mỏi cũng vậy, rất là đẹp các bác nhá, siêu đẹp luôn. Keo chỉ zin toàn bộ bốn cánh cửa cho em. Bộ ghế da cao cấp thiết kế hai màu các bác nhìn đây. Nhìn trong nội thất nó sang lên rồi đúng không ạ? Bên ngoài thì màu tối để đảm bảo độ sạch sẽ của xe. Các bác không phải rửa dọn quá là nhiều, nhưng bên trong nội thất rất là tươi và trẻ các bác nhé. Táp lô đẹp lên màn hình Android rồi. Số sàn. Cái này là khoang cốp để đồ cá nhân này. Củ số đẹp này. Phanh tay cũng đẹp luôn, áo da cao cấp. 2020 số sàn 1.5 505 triệu. Từng con ốc còn giữ nguyên bản từ nhà máy cho em. Các bác mà đánh xe này về nhà, hàng xóm láng giềng sang chơi biết rằng em mà mua xe mới rồi. Nhà này nhà mua xe mới rồi, nó mới mới đẹp như vậy, chứ không ai nói rằng đây là xe cũ cả. Vì 2020 với 2023 với mức tiêu hao nhiên liệu và mức tiêu hao của xe nó chưa chỉ hơi 25 một chút thôi, sắp sang năm mới rồi. Nhưng em này cũng là cuối 2020 các bác nhé, nên là chỉ sang được hơn 2 năm thôi. Đây các bác này, ba hàng ghế này rất là đẹp luôn, thảm bệ sạch sẽ, trần nỉ zin, ba hàng điều hòa độc lập, các bác có thể chỉnh nóng lạnh tùy ý cho em nhé. Hàng ghế thứ hai các bác có cao 1m6 như em Hương, 1m67 như em Hương, ngồi vẫn thoải mái luôn. Nhiều mẫu xe hàng ghế thứ ba ngồi rất là khó chịu vì thấp, nhưng riêng Xpander hàng ghế thứ ba các bác ngồi với tầm chiều cao lổi bật thì vẫn cứ là ok. Một dàn lốp còn khá là dày vì lốp theo xe 2020 các bác nhé. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản không kém gì đèn pha phía trước này. Xpander số sàn máy 1.5, cam lùi, màn hình cảm ứng này, đèn báo rẽ trên cao đầy đủ cho em rồi. Thiết kế là 7 chỗ ngồi, lên khoang hành lý nó cũng sẽ vừa lý tưởng hơn một vừa thôi, không quá là rộng rãi đâu. Nhưng nếu các bác không ngồi đến, các bác có thể gặp hàng ghế thứ ba này xuống sẽ là một khoang hành lý lý tưởng cho em ạ. Nhưng vì ngồi đủ 5 người, các bác có chạy dịch vụ đi gia đình về quê thì đây các bác ơi, thùng Harliken, thùng Coca, bánh ngọt, nước ngọt mang về ông bà nội, ông bà ngoại cứ vô tư cho em các bác nhé. Vô tư đi ạ. Đây, máng nước này, nguyên zin này, ốc cabo không hề bị vặn mở này. Keo chỉ zin toàn bộ bốn cánh cửa, lắp cốp, ốc cabo, tất cả luôn các bác này, zin đét luôn cho em ạ. Số sàn 505 triệu. Còn trần chờ gì ạ, rất là hiếm khi về các bác nhé. Alo trực tiếp cho em đi nào, 0354602790. Đừng quên những đợt đăng ký kênh và những lượt theo dõi để không bỏ lỡ nhiều video, nhiều mẫu xe đẹp. Và khi các bác đã theo dõi em rồi, đã là bạn bè của nhau rồi, là fan cứng của em Lê Hương, thì giá sẽ cực kỳ hợp lý hơn nhé. Hồ sơ em rút yên tâm, còn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Đây, từng con ốc các bác này, thảm cao su này, từng cái đường may mũi chỉ nó zin đét như thế này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin 2020, gương kính liền đời, dán phim chống nhật cách ồn đầy đủ cho em rồi. 2020 chạy ốc đồ của em nó là 4,2 vạn nhé. Màn hình Android cảm ứng này, túi khí an toàn này. Đây, ok chưa? Vô lăng không cần phải bọc cũng đã thấy đẹp rồi. Gương kính cụp chỉnh hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em rồi. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn.
quay cho các bác nhà mình hết tất cả phần nội thất, ngoại thất của xe, từng con ốc nhỏ nhất, quay chi tiết, táp ni, táp lô, keo chỉ zin toàn bộ cho em. 7 chỗ ngồi gầm cao Xpander đến từ thương hiệu Mitsubishi, số sàn máy 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em rồi. Một dàn nốt theo xe. Đây các bác nhé, cụm đèn pha đa chấu phía trước của form mới 2020 đây. Đăng ký đăng kiểm thì còn tận đến tháng 4 2024 cơ. Cam lùi, cam hành trình còn giữ nguyên bản đầy đủ cho em ạ. Các bác nhìn cụm phanh ABS này, tất cả đèn nhé, nguyên bản từ nhà máy này, ốc cabo này, phần tai đèn cũng vậy luôn. Thanh ngang này các bác nhìn này, đây, siêu chất lượng chưa? Thật sự rất là hiếm khi về Xpander số sàn các bác nhé. Thảm chống nóng, giảm nhiệt, máy số zin đét toàn xe cho em ạ. 7 chỗ ngồi số sàn máy 1.5, chở được nhiều người nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu về kinh tế. Form dáng thì trẻ trung, năng động, không hề bị già, bị mất mốt. Đặc biệt là số sàn, mọi cung đường, mọi địa hình em nó đều có thể chinh phục được. Các bác nhà mình ơi, còn chần chờ gì ạ? Để lại số điện thoại nào, em sẽ gọi hỗ trợ trực tiếp tư vấn nhé. Hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790, em tư vấn hỗ trợ. Nếu muốn chạy thử xe, cảm nhận chất lượng xe, đến với trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Đúng không ạ? Cảm ơn các bác nhà mình này. Xpander 2020 1.5 số sàn siêu hiếm ạ. Rất mong rằng video này sẽ tới tay các bác nhà mình và các bác sẽ ủng hộ em Hương nhé. Cảm ơn và xin chào. Đừng quên những lượt like nên đã đăng ký kênh nhé. Xin chào ạ.